Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc em một buổi xem video vui vẻ nha mình. Và ở cái lần này thì Khải Hoàng Bình tiếp tục bắt năm. Mà Hoàng Bình tiếp tục bắt năm từ cây gì đây, thương song đao các kiểu đây 15 lần rồi chưa ra cái nỏ. Dư Khải chuyển qua Icarlon tiếp tục, Khải sẽ cho anh em xem và tiếp tục Hoàng Bình. Khi nào ra thôi anh em. Giờ chịu luôn á. Hoàng không ra phải cho ra anh em, đã chơi cho đến bến. Chơi đến cùng. Chơi cho nó máu anh em, chơi mà giữa chừng bỏ làm công là yếu sinh lý. Giao dịch từng bộ thôi à? Giao dịch từng bộ nó có mất công không? Mất công lắm không anh em? Đó, giao dịch từng bộ đúng không? Đó, giao dịch từng bộ này. Rồi. Anh em đang xem ủng hộ Khải một like anh em ơi. Để Khải chiếm hình. Ép toàn sẽ chết luôn. Ôi, mất tiêu rồi. Quá. Sao nó không hiện, anh em chờ chút nha. Rồi, ok. Bắt năm rồi, tính ra 15 lần rồi anh em biết đâu. Giờ bắt năm là lần 16 này. Lần 16 rồi anh em. Rồi, chiếm hình rồi anh em, chiếm hình rồi. 15 lần không ra nó, vãi gì. Đúng chán đời thì anh em. Rồi, bắt năm bắt đầu. Có chiếu rương này cái đã. Lậu xanh. Bắt năm nha anh em, bắt năm nha anh em ơi. Không bình cái nó anh em ơi. Kiếm cái nó mà lâu quá, cố lên. Ôi, thất bại. Trời, hai lần thất bại liên tiếp luôn anh em. Hai lần thất bại liên tiếp luôn. Phục duyên vẫn còn. Tiếp tục. Lại ra sông đào. Đậu xanh. Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Cố lên nào, cố kiếm cái nỏ nào. Trời ơi, sao cái nỏ chua vậy trời. Hồi trước không chơi nỏ thì nó ra đau. Nó ra nỏ liên tục. Giờ muốn nỏ thì không ra nỏ nè. Vãi thì lần hón là tốn 100k nè, 101, 102. Phi đao thua anh em ơi, nhìn là biết cái phi đao rồi. Vãi nồi chán anh em, chán dữ ta. Rồi tiếp tục, còn hai phát cuối này là bắt năm rồi anh em ơi. Thua rồi. Ôi canh vãi nồi. Ây xa, bắt em sao mà đau khổ dữ ta. Sao mà đau khổ dữ anh em, chết rồi. Mang kỳ hội á, kỳ hội nè anh em. Kỳ hội, ạc này đang kỳ hội nè. Ạc này là hợp thổ nè anh em. Hợp thổ là kỳ hội anh em. Hợp thổ là gió đang cung lô anh em. Kỳ hội, ạc này là kỳ hội mà. Hiện hình đi anh em ơi. Anh họ đâu rồi, hiện hình thì em cái anh ơi. Đậu xanh chứ mà 17 lần rồi. 17 lần rồi, đậu xanh 17 lần là không có nỏ trời. Chết rồi. Giao dịch donate 22 chúng mười mấy người. À ok, giao dịch chúng mười mấy. Giao dịch chúng mười mấy. Ok, cảm ơn. Cảm ơn em nha. Như là ad này của 5B đúng rồi. Ad này của 5B ấy. Một tử một lam. Tử một lam. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, có cánh anh em ơi, 16 lần rồi. Chứ không mấy anh nhé.
Rồi lên lần 17 anh Khải đi quá xa thì đi quá bờ anh em ơi, thiệt lần 16 thiệt anh em chứ. Quá xa bờ rồi. Được rồi, này đúng rồi. Lên. Bài hát 15 năm ta tìm em. chết. Được anh em ơi. Đưa cái này xuống dưới này. Rồi, vô. Ra phi đau nè, đậu xanh ra nổ không được. Rồi xong. Thất bại. Chịu rồi, khá chịu rồi anh em ơi. Khá chịu với cái trò này rồi anh em ơi. Khá chịu với cái trò hóng bên này rồi. Đậu xanh 17 lần rồi. Không có đường về luôn anh em, đã phóng lao theo lao luôn, không muốn về anh em ơi. Giờ lỡ theo phóng lao rồi anh em. 16 lần rồi. Hôm nay lần 17 nè. Toàn rồi ông giáo, được đầu xanh thiệt chứ. Toàn thật rồi. Hôm trước thì hóng cái nỏ, hóng cái phi đao. Hồi trước là họ khai hóng cái phi đao. Từ cái phi đao ra cái đao hết 16 lần. Còn lần này từ cái đao, từ cái đao hóng về cái nỏ hết 16 lần rồi, chưa lên. Thua rồi nè. Giờ lần này lần 17 rồi. Cái gì nói gì đây? Phát cuối nè mày, hết rồi. Phát cuối. Phát cuối. Đậu xanh 17 lần vãi cả nồi. 17 lần ra cái nọ. Trời ơi, đậu xanh 17 lần rồi. Cảm ơn Ado luôn. Trời ơi, thôi thiệt anh em chứ. Thiệt anh em tôi thiệt. Tôi rất là đau đầu, rất đau não luôn em ơi. Trời ơi, 17 lần của tôi. Hơn là nó ra em ơi. Trời ơi. Wow. Trời ơi. Phải rồi. Cuối cùng 17 lần. Kỷ lục. Từ cây phi đao hồi trước là chơi cung lôn. Thì từ cây phi đao lên cái đao thì hết 17, 16 lần. Và bây giờ chơi đường môn thì từ cây đao 17 lần lên cái nỏ. Trời ơi. Có cái nỏ đánh rồi nè em ơi. Đã quá. Ok. Quá chắc nè em ơi. Cảm ơn em nha. Trời ơi, hai viên thủy tinh. Ok em. Hai viên thủy tinh. May mắn. Quá, hai viên tinh của em đưa lên luôn em ơi. Trời ơi. Khả chỉ giao dịch một viên viên lam hay viên lục gì ra thôi, hai viên tinh lên luôn. Trời ơi, tốt mớ tiền. Trời ơi, cuối cùng cũng lên. Wow. 15 năm hóng 17 lần mà. Ok nhân hình luôn. Wow. À vài bạn thấy hay đứng nhặt đồ với Nam Bì. Trời ơi. Wow. Cuối cùng cũng ra. Ôi, có được cái nỏ đánh thông kim rồi nè em ơi. Bữa giờ tìm cái nỏ đánh cho nó xuất sắc một xíu rồi nè em. Ok. Quá wow, là mệt mỏi nè em ơi. Lần cuối cùng cũng lên luôn nè em. Đúng lần cuối cùng không còn một bình phúc duyên thôi. Không còn một bình phúc duyên nào luôn nè em. Không còn một duyên thủy tinh nào, không còn gì luôn. Wow. Tiếng lên sao không tặng sớm làm anh Khải xa bờ. Sao bờ thiệt chứ. À, ông tặng cho cái cục kia là lên luôn em ơi. May mắn quá. Trời ơi. À 17 lần em ơi, 17 lần.
17 lần hỗn binh rồi tối công một chiếc. Em thấy chưa? Đậu xanh. Ôi trời ơi. Anh em thấy trận công chiến khá là quan trọng không? Quá quan trọng luôn em, tại vì Khải muốn góp sức gì đó cho bang em. Khải muốn góp sức gì đó cho bang nên là Khải muốn cố gắng làm sao làm đỡ đổi cái đao thành cây, đổi cái đao thành cây này đỡ đánh tống, đỡ đánh công chiến tối nay anh em. Đèn nhấp xe vào đây. Hết lương luôn rồi, tầm này hết lương luôn em. 17 lần là hết lương luôn rồi. Ok, cũng còn được ít kim, còn đánh được anh em. Nói chung là còn được ít kim nữa là ok rồi. Khải mua cây vũ khí trong này. Cuối cùng ra cái nọ sau bắt 5. Ok, và cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và chúc anh em luôn vui vẻ nha. Và Khải thì hơi quạo một tí anh em ơi, nhưng mà không sao. Cuối cùng cũng thành công ra cái nọ là khá là mừng rồi anh em ơi, khá là ok rồi. Chung là chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Khải luôn mong anh em ủng hộ Khải và luôn luôn theo dõi Khải và ủng hộ Khải nha anh em ơi. Nói chung là Khải hơi ngáo ngáo ngu ngu nhưng mà thôi. Cứ nói chung là tuổi già mà anh em. Tuổi già rồi, lớn tuổi rồi, 32 tuổi rồi anh em. Nói chung là cũng cần mong sự ủng hộ của anh em. Ok, cảm ơn anh em nha. Dừng bánh em tại đây anh em ơi.